Linh cảnh hành giả chương 1554, thật thoải mái, ba. Hắn đẩy ra cửa phòng quan nhã, đầu tiên ngửi được là mùi nước hoa nồng đậm trong không khí, lại nhìn về phía giường lớn hỗn độn sáng nay lúc trời giường giăng kín dấu vết, ga giường cùng chăn đã thay mới, trải sạch sẽ. Cô gái đầu tiên trong đời của hắn ngồi ở bên bàn, mặc váy nửa người màu đen cùng áo thun màu trắng, đang đọc phương án phó bản. Trên ban công ngoài phòng ngủ, ga giường cùng chăn theo gió tung bay về rồi à ăn cơm chưa quan nhã nhìn chằm chằm màn hình máy tính chưa quay đầu cô tựa như có chút quẩn bách cùng ngượng ngùng còn chưa thích ứng loại quan hệ này trương nguyên thanh thì khác người trẻ tuổi mới nếm thử tình yêu bây giờ đầy đầu óc đều là áp cc hơn nữa phải kháng em đã nói gì với nữ vương anh nghe nói cô ấy nghĩ không thông kéo quận chúa đi chiến đấu rồi em nói quan nhã tán gẫu tới lĩnh vực am hiểu cười tủm tỉm nhìn qua. Gà giò ăn ngon thật. Đồng cảm, anh cũng hiểu được hải sản tươi mới ngon miệng mềm mại. Trương Nguyên Thanh đi đến bên bàn, cuối người, nhẹ nhàng ngậm vành tay trong suốt của bạn gái, cười hì hì nói. Quan nhã tỷ, anh muốn vào hang tiên. Có bạn gái thích nói chuyện mặn mòi, chỗ tốt lớn nhất chính là lúc tán tỉnh có thể nói thoải mái. Không được. Quan nhã nói đến cùng là tài xế giả điểm thi tối đa, nhưng trên thực tế vừa đụng đến tay lái, nhớ tới tối hôm qua bột đại tinh thâm cùng Nhật, rồi lại Nhật, cô theo bản năng kẹp chặt chân, phát ra tiếng hô khẽ ngắn mũi Em đột nhiên hối hận tìm một người chồng sao bỏ cạp làm bạn trai. Bỏ cạp cộng dạ du, người sợ quỷ thấy sầu. Trương Nguyên Thanh không lưng, cánh tay vương vào khoeo chân, bế cô lên, đặt ở trên bàn. Quan nhã liều chết phản kháng, gập chân, đầu gối tỳ lên ngực hắn, dùng một chiêu kế hoãn binh, nói, đêm qua chém giết quá mãnh liệt hết đạn lính mệt cần tu dưỡng gấp đợi giờ tí đêm nay hai quân đối chọi lại phân thắng bại trương nguyên thanh xoay người chen ra hai con mãng xà trắng bóc hừ hừ nói nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn đối với chính mình quan nhã bất đắc dĩ chỉ có thể quấn chặt lưng hắn phòng chiến đấu phù 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 nữ vương mồ hôi đầm đìa ngã ngồi ở tóc mai ướt sũng dáng trên má cô há mồm thở hổn hển khổ sở vung cổ tay tê mỏi. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ có nhiều vết bầm, nửa bên mặt trái hơi sưng lên. Tuy ngân giao quận chúa đã rất cẩn thận, nhưng hai bên trên lệch quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Tâm tình tốt hơn chút nào chưa? Ngân giao quận chúa không chút hoang mang từ trong túi lấy ra cái loa nhỏ. Tốt một chút, nhưng loại phương thức dời đi sức chú ý này không lâu dài, tôi bây giờ lại bắt đầu đau lòng rồi. Nữ vương mếu, nói. Tuy tôi vẫn như cũ có thể cố gắng, tranh thủ tiểu tam thượng vị, xử lý quan nhã, nhưng Nguyên Thủy vẫn là non nha, cô có biết mạng đầu của một cậu bé tương lai nhất định oai phong một cõi mê người bao nhiêu không? Quan nhã chết tiệt, tài gì đức gì, hu hu. Khuôn mặt yêu dị xinh đẹp của ngân giao quận chúa tựa như con rối tinh xảo đẹp đẽ, mặt không biểu cảm, vừa vặn như tâm tình của cô lúc này, cầm cái loa nhỏ nói. Nếu tôi là cô, tôi sẽ giật dây tại Linh Hy Câu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn nếu không mắc câu nói rõ chuyên tình không có cơ hội để thừa dịp vậy cô tốt nhất đánh mất suy nghĩ thượng vị quan nhã cũng sẽ chỉ ghi hận tạ linh hy nếu hắn mắc câu như vậy ý nghĩa cô cũng có cơ hội lúc khác lại ra tay dụ dỗ tranh thủ mang thai trước hết ở niên đại đó của tôi ai sinh con trai trước người đó liền có thể một mình hưởng ân sủng tôi chỉ là muốn đào chân tường chưa nói muốn làm thiếp cho nguyên thủy quận chúa cô đừng lấy tư tưởng vương triều phong kiến sử dụng vào hiện đại. Nữ vương biểu môi. Cướp bạn trai của khuê mật thuộc về thao tác thường quy, nhưng cùng thờ một chồng với khuê mật, cô không đáp ứng. Nữ vương bỗng nhiên mắt sáng lên. Tôi nghĩ ra biện pháp giải quyết buồn bực rồi, tôi phải mang chuyện này nói cho tạ Linh Hy. Chuyện vui vẻ nhất của người xui xẻo, chính là thấy người khác cũng xui xẻo. Dứt lời, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhặt lên điện thoại di động, gửi tin nhắn cho tạ Linh Hy. Linh Hy à, hai ngày nay em không có mặt, quan nhã nữ nhân này ngủ nguyên thủy rồi, đáng hận nha. Tạ gia. Trước linh đường, tạ Linh Hy cầm ba cây hương, đứng ở giữa cha mẹ, hướng đường huynh bà con xa tráng niên mất sớm cúi đầu. Những người nhà của tạ Linh Chu khuôn mặt bi thương, trầm mặt đối đáp. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tạ Linh Hy có thể lý giải trong lòng người nhà bi ai, nhưng làm thân thích bà con xa, tạ linh hy trừ thổn thức cũng không có thương cảm quá lớn nhưng mẹ nói ở trên linh đường nhất định phải biểu hiện thương cảm vậy mới không mất cấp bậc lễ nghĩa dù sao cũng là người một nhà không thể quá lạnh lùng mẹ sẽ nói ra lời như vậy trừ bà bề ngoài mềm mại thiện lương thực ra bản chất giả vờ ngây thơ nguyên nhân chủ yếu nhất là đừng nhìn tạ linh chu là đường huynh bà con xa cũng là dòng chính tạ gia ở tạ gia chỉ cần là huyết mạch của lão tổ tông giống nhau đều là dòng chính. Ông của Tạ Linh Hy cùng ông của Tạ Linh Chu là anh em ruột, đều là con của lão Tổ Tông. Lại thêm bản thân Tạ Linh Chu là giai đoạn thánh giả, bởi vậy ở trong lứa trẻ của gia tộc, có được địa vị không thấp. Một kẻ dòng chính có tiềm lực mất sớm, tự nhiên cần biểu hiện ra thương cảm cùng tiếc hận nên có. Cắm hương, Tạ mụ mụ vị trà xanh nghiêng nước nghiêng thành này, đã bắt đầu sụp xịt nước nở khóc lên. Linh Chu đứa nhỏ tốt như vậy, sao lại đi rồi chứ ta là thật sự không ngờ mà tạ mụ mụ bi thương nói mẫu thân của tạ linh chu nén bi ai bất đắc dĩ tiến lên trấn an tố tố đây đều là số mệnh em cũng không cần quá đau lòng vào bên trong ngồi đi mẹ của tạ linh chu biết các tộc nhân chỉ là đang tận hết cấp bậc lễ nghĩa tạ mụ mụ liên tiếp nháy mắt ra dấu cho con gái nhưng tạ linh hy thờ ơ cô quả thật không khóc được lúc này Tạ Linh Hy cảm giác điện thoại di động trong túi rung lên, cô yên lặng móc ra điện thoại di động nhìn một lần, lại yên lặng thả về trong túi. Đờ đẫn vài giây, cô đột nhiên qua một tiếng khóc toán lên, nước mắt ngay lập tức tới, khuôn mặt nhỏ nhắn phải nói là bi thương muốn chết. Hai tạ mụ mụ đều bị dọa giật mình. Linh Hy, con làm sao vậy? Mẹ, con khó chịu, con khó chịu. Tạ Linh Hy quỳ ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên, vương cổ gào khóc khóc đau lòng muốn chết, khóc ruột gan đứt từng khúc, khóc nước mắt rơi như mưa. Người nhà, tộc nhân tạ gia trong ngoài linh đường đều ném đến ánh mắt kinh ngạc, không khỏi động dung vì tiếng khóc. Tiếng khóc cùng nước mắt phát ra từ phế phủ này là không giả bộ được. Mẹ của tạ Linh Chu lần đầu tiên chảy xuống nước mắt vui mừng, khóc đến mức này, cho dù là giả bộ, bà cũng vui mừng. Nhất tuyến xuân phong thấu hải đường, mãn thân hương hãng thấp la thường. Mặt trời lặng, ánh chiều tà nhuộm bầu trời thành màu đỏ vàng, giống như thượng đế tùy tay hắt ra thuốc màu. Cảnh xuân trong phòng cùng nắng thu ngoài cửa sổ hòa lẫn. Thân thể quan nhã ngửa ra sau, hai tay chống ở mặt bàn, ngửa đầu, mắt liêm diêm quyến rũ mê ly, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy lười biếng cùng men say, như là cửu vĩ hồ say ngã vào trong lòng trụ vương. Ánh đèn nhu hòa chiếu vào khuôn mặt của cô, tựa như hoa hải đường kiều diễm. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp, Quá khứ cô chưa bao giờ xinh đẹp như thế Đây là một cô gái sau khi mở rộng cửa lòng đối với bạn Toát ra quyến rũ cùng vui vẻ động lòng người nhất Không biết qua bao lâu Trương Nguyên Thanh dừng toàn bộ động tác Cơ bắp phần chân bỗng căng thẳng Cứng ngắc bất động Lục thụ đái phong phiên thúy lãng Hồng hoa mạo vũ thấu phương tâm Rót vào xong Hắn cúi người ôm lấy quan nhã Khẽ cắn vành tai Thấp giọng nói Quan nhã, em thật tốt Quan nhã cả người mềm nhũng, nhẹ nhàng tưng một tiếng em thật xinh đẹp quan nhã lại tưng một tiếng em thật thoải mái quan nhã đánh hắn một cái nghỉ ngơi vài phút quan nhã ghét bỏ lau nước miếng ở mặt cổ lường hắn một cái em đi tắm rửa một cái đẩy hắn ra váy dài hạ xuống bước chân phập phù đi về phía phòng tắm cô lại một lần nữa khắc sâu lĩnh ngộ được tố chất thân thể kiếm khách toàn diện mạnh hơn tinh quang nhưng ở trên năng lực kiên trì mười nhã cuối cùng đều sẽ biến thành chữ nhã ps chữ quan trước thêm bộ hỏa chữ quan sau thêm bộ thủy trên cơ sở chữ quan cùng nhau tắm trương nguyên thanh còn chưa hết thèm đề xuất muốn tắm nguyên ương quan nhã khẽ biến sắc cả giận anh dám tiến vào em liền một kiếm chém anh cùng lắm thì quay đầu tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch cho anh sinh mệnh nguyên dịch là dùng như vậy trương nguyên thanh ngẫm nghĩ cân nhắc đến mình quả thật có chút đòi hỏi vô độ vất vả mỹ nhân không phù hợp duy trì phát triển liền nói được rồi thật ra anh có thể dùng quyền trượng sơn thần tiêu sưng giảm đau cho em sau đó em lại phụ trách bài ưu giải nạn cho anh trừ khử trả giá như thế tuần hoàng lặp lại cũng là một loại có thể duy trì phát triển trong đầu trương nguyên thanh hiện lên thao tác xấu hổ này nhưng không dám nói ra sợ bị quan nhã đánh quan nhã vào phòng tắm mười mấy giây sau tiếng nước vòi hoa sen tào ào truyền đến. Trương Nguyên Thanh ở thời gian hiền giả lấy ra điện thoại di động, mở ra phần mềm trò chuyện, phát hiện hai tin nhắn chưa đọc. Một cái là của Khấu Bắc Nguyệt. Hư vô giáo phái đã đáp ứng, tối mai gặp mặt nói chuyện ở thành phố Kim Sơn, nhưng có hai điều kiện. Một, anh chỉ có thể đưa âm cơ của Thái Nhất Môn tới. Hai, cần một món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ phẩm chất cực cao. Địa điểm buổi tối ngày mai nói cho anh một cái là Tôn Miểu Miểu gửi đến. Tôi mang danh sách thần dạ du năm 1990 năm 2000 tập hợp toàn bộ, bao gồm hiện trạng của bọn họ, có rất nhiều người đã trở về linh cảnh, thời gian có hạn, tôi chỉ có thể tổng kết đơn giản cuộc đời của bọn họ, không thể liệt kê ra chi tiết lý lịch cho cậu, lượng công việc quá lớn. Lục Thủy làm việc rất đáng tin, còn tặng kèm sự tích cuộc đời. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Cảm tạ cảm tạ, quay đầu mời cô ăn cơm, cô vĩnh viễn là bảo bối nhỏ của bản thiên tôn tôn miễu miểu, ghê tởm phi liền không để ý tới hắn nữa trương nguyên thanh đang nghe chuyện trên tv audio cv mang nội dung hai câu nói chuyện phím kể trên xóa đi bảo lưu lại file tôn miễu miễu gửi đến mở ra laptop của quan nhã vừa rồi lúc làm việc đã ném đến góc bàn thuần thục nhập mật mã laptop mở ra phần mềm nói chuyện phiên bản máy tính tải xuống file đính kèm đính kèm là một phần bản Đợi tải xuống xong, Trương Nguyên Thanh mở bản, bản tổng cộng có 10 trang, 1 năm một tờ, một tờ nhân số nhiều nhất là 2.300 người. Một tờ nhân số ít nhất là 1.600 người. Từ năm 1990 đến năm 2000, tổng nhân số thần dạ du của Thái Nhất Môn, vậy mà lại không đột phá 2.500 người. Mấy triệu km vuông đất đai, quy mô dân cư hơn 1 tỷ, dựa theo tỷ lệ này xem, số lượng thần giả du quả thật thưa thớt. Đương nhiên, Số lượng thần giả du hoang dã cũng không thể xem nhẹ, nhưng so với tổng dân cư, vẫn ít ỏi. Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ bản, rất nhanh bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Tạm thời còn chưa thể xác định vị thần giả du kia trong ám ảnh song tử là quan phương hay hoang dã, điều tra cần từng bước một. Từng, la bàn quan minh xuất hiện ở năm 1998, tổ chức tiêu giao lúc đó, liệt dương ám ảnh tứ tử, đều là chúa tể đỉnh phong. Thái nhất môn năm 1990 đến năm 2000, nhân số chúa tể đỉnh phong là 9 vị, trong đó 6 người ở trước năm 1998 đã trở về linh cảnh, không có khả năng tham dự tranh đoạt la bàn, hẳn là không phải thần dạ du của ám ảnh. Ba vị còn sống, phân biệt là đại trưởng lão xích nhật hình quang, thông linh trưởng lão quản lý doanh địa tập huấn, tinh thần đại hải trưởng lão nắm giữ đội tuần tra. Trước từ ba vị này bắt đầu điều tra đi, tổ chức tiêu giao mai danh ẩn tích hơn 20 năm, Biết những chuyện cũ này đều là các lão già, nên tìm ai hỏi thăm đây. Viên Đình khẳng định không được, Viên Đình quá trẻ tuổi, không thăm dò được chuyện xa xưa như vậy. Hơn nữa lấy phong cách của hắn, chuyện cũ của các chúa tể còn chưa thăm dò được, chuyện nguyên thủy thiên tôn tìm hiểu tình báo các chúa tể, sẽ dẫn đầu truyền khắp thái nhất môn. Tìm Phó Thanh Dương hỏi thăm. Lần trước chính là từ chỗ hắn nghe được tổ chức tiêu giao, lần này nếu lại hỏi thăm, mình biểu hiện ra độ chú ý liền quá cao rồi phó thanh dương là thám báo nhỡ đâu từ trong vẻ mặt của mình nhìn ra cái gì chật thám báo thực làm người ta chán ghét nha trương nguyên thanh đột nhiên bị làm khó hắn không dám đi hướng các trưởng lão hỏi thăm tình báo tổ chức tiêu giao, nhưng loại chuyện cũ năm xưa này nhất định phải là các lão già mới biết được bảo tôn miễu miễu đi hướng phía ông nội cô nghe ngóng cái này cũng không bảo hiểm nhưng thật sự không có cách nào có thể thử một chút lúc này Quan nhã quấn khăn tắm đi ra. Nửa giờ, anh còn tưởng em vào phòng tắm sinh con rồi. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn lướt qua, liền một lần nữa chuyển sức chú ý tới máy tính. Anh nếu nhất định phải nói sinh con cũng không sai, ít nhất lưu trình là đúng, chẳng qua số lượng con của anh có hơi nhiều. Quan nhã cười mỉm nhấn ga, sau đó chờ Nguyên Thủy đua xe với mình. Nào ngờ vừa rồi còn giống như con chó tép đi nhỏ đang đói, lúc này vậy mà lại không để ý tới đối với sắc đẹp của mình, cũng không bắt chuyện mặn mòi với cô, mà là cao mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cô gái giai đoạn đang yêu, đều cảm thấy mình là cục cưng đáng yêu quan trọng nhất trong lòng bạn trai, không thể chịu được một chút lạnh nhạt nào. Tuy cho dù vì tư thế đi đường thông thuận, lúc này cũng không nên đi trêu chọc thần giả du quỷ kiến sầu nữa, nhưng mới nếm thử mùi vị hoang ái, trong lòng quan nhã vẫn dâng lên một cảm xúc tuy sợ hãi bị đè, nhưng không cản trở ta tức giận, nói. Tiểu tử thối, có cái gì so với em càng đẹp hơn anh đang tìm một vị cố nhân nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào trương nguyên thanh mang sầu lo của mình nói cho bạn gái anh nghĩ tìm hiểu bí ẩn nhưng thoát ly quan phương con đường cá nhân của anh có chút trứng chọi đá xích nhật hình quan anh đang điều tra các trưởng lão thái nhất môn anh hoài nghi thủ lĩnh ám dạ mân côi ở trong bọn họ quan nhã nhíu mày ý tưởng của nguyên thủy rất lớn mật nha xem như vậy trương nguyên thanh cũng không tiện giải thích lấy lệ một câu quan nhã chưa nói chuyện đi đến trước tủ quần áo lấy ra một chiếc váy nửa người một món áo dài tay thuần bông mềm mại một món đồ ren màu đen cô ngồi ở bên giường chưa cởi áo bào tắm vương đôi chân trắng dài vào váy chậm rãi kéo đến vòng eo vì sao không đi hỏi linh quân một chút trương nguyên thanh ngẩn ra quan nhã liếc hắn một cái xoay người cởi áo bào tắm lộ ra cái lưng ngọc trắng nõn cho hắn rất nhanh mặc vào áo dài tay, xoay người lại, nói. Linh Quân là con của môn chủ, từ nhỏ sinh hoạt ở Thái Nhất Môn, luận tư cách và từng trải, viên đình âm cơ triệu thành hoàng những người trẻ tuổi này đều không bằng hắn. Hơn nữa gã này tính cách tản mạn, không nhậm chức ở quan phương, quan hệ với anh cũng không tệ, hướng hắn lộ ra một chút bí mật, không có gì đáng ngại. Trương Nguyên Thanh Lâm vào trầm ngâm. Quan Nhã nâng hai chân, thò vào trong đồ ren màu đen, mang nó dọc theo làng váy, từng chút một sáng lên trên, không đúng, anh không phải đang tìm thủ lĩnh ám dạ mân cô nhỉ, bằng không không cần thiết theo bản năng tránh linh quân, chỉ muốn tự mình điều tra. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói, quan nhã, ở trước mặt em, anh bí mật nào cũng không có. Em bảo anh về sau kiếm bồ như thế nào. Quan nhã dựng thẳng lông mày lá liễu, cười lạnh một tiếng, anh cứ cặp bồ, xem lão nương cắt để vĩnh trị anh hay không. Em gần đây trình độ tiếng trung tiến bộ không ít nha. Là Lý Thuần Phong hiến kế sách. Xem ra hắn cũng không yêu tiền lương của mình. Trương Nguyên Thanh nâng lát cốc lên, đi đến bên giường, cắn bờ môi đỏ kiều diễm, hôn sâu một cái, nói. Anh đi tìm Linh Quân. Biệt thự lớn, phòng Linh Quân. Linh Quân mặc quần đùi dài tới đầu gối, đứng ở trước cương toàn thân, cầm một cái lược, xử lý mái tóc ngắn ngang tay lộn xộn của mình. Đột nhiên, ánh sao như mộng ảo xoắn ốc dâng lên, trong ánh sao xuất hiện Trương Nguyên Thanh. Cậu rất ít trực tiếp đến phòng tìm tôi nha. Linh Quân tiếp tục xử lý mái tóc rối, đối với Trương Nguyên Thanh đã đến không chút kinh ngạc, chuyện gì cần tránh đi Phó Thanh Dương. Không cô gái nào nói cho anh, kiểu tóc tản mạn không gò bó mới là chỗ mê người nhất của anh sao? Trương Nguyên Thanh đang cầm máy tính, mỉm cười nói. Thân là vạn người mê, khó tránh khỏi hy vọng mình mỗi một mặt đều có thể bắt được trái tim của cô nương. Linh Quân thu cây lược gỗ nhỏ vào trong túi, xoay người lại. "Cậu có thời gian 15 phút, tôi đang chuẩn bị ra ngoài dùng bữa tối với cô gái yêu mến. Anh ở Tùng Hải mấy tháng qua, rốt cuộc đã yêu mấy lần, thân là dân bản xứ Tùng Hải, tôi phải chỉ trích loại hành vi này của anh." Trong lòng Trương Nguyên thanh lẩm bẩm, mặt ngoài vô cùng nhiệt tình, đặt máy tính lên bàn, nói: "Đạo sư, muốn hỏi thăm anh một sự kiện, anh từng nghe nói tổ chức tiêu giao không?" Tôi chỉ từng nghe nói lý tiêu giao." Linh Quân nhúng nhúng vai. "Anh có phải cảm thấy mình rất hài hước hay không?" Trương Nguyên thanh lẩm bẩm một câu, nói, "Là như vậy, tôi ở học viện Tần Phong không phải xử lý gian tế ám dạ mân cô sao, tên kia có một món đạo cụ gọi là mảnh vỡ La Bàn Quang Minh." "La Bàn Quang Minh anh từng nghe nói chứ?" Linh Quân "ột" một tiếng, "Vật năm đó một đám chúa tể, bán thần, vì nó đánh vọt cả óc." trận chiến tranh đoạt la bàn quang minh ở cao tầng của các tổ chức lớn không phải bí mật rất nhiều người biết nhưng lời tiên đoán của la bàn người biết ít ỏi không có mấy hắn thở dài một tiếng nghe nói nguyên soái nhiệm kỳ trước của bạch hổ binh chúng chính là chết ở trận chiến đó ông bố ngựa giống kia của tôi cũng tham dự đáng tiếc ông ấy sọ não cứng rắn chưa bị người ta đánh phọc óc dứt lời lại thở dài tựa như cảm giác rất tiếc nuối đạo cụ đó rất thú vị Tôi về sau mang đạo cụ này trả lại cho hội trưởng, hướng ông ấy hỏi thăm trận chiến tranh đoạt năm đó, từ chỗ ông ấy tìm hiểu được một tổ chức tên là Tiêu giao. Trương Nguyên Thanh chưa cho hắn cơ hội tiếp tục nói lời rác rưởi, tiếp tục nói. Vị hội trưởng kia nói, tổ chức Tiêu giao đoạt đi mảnh vỡ La bàn rất lớn, từ đó về sau không rõ tung tích, vị hội trưởng kia còn nói, tổ chức Tiêu giao tổng cộng 4 thành viên, trong đó hai người là thần dạ du. Tôi rất có hứng thú đối với chuyện này liền muốn điều tra một chút. Đây là bài cũ của Trương Nguyên Thanh, đẩy trách nhiệm cho đại lão, miêu tả động cơ thành hứng thú. Tuy không tính là cao minh, nhưng việc này đối với Linh Quân mà nói, chính là chuyện hóng hớt, chuyện không quan hệ tới mình, không có người nào sẽ xét hỏi tới cùng. Quả nhiên, Linh Quân vừa nghe, ồ, một tiếng. Cho nên cậu muốn hướng tôi hỏi thăm trong thái nhất môn ai là người của tổ chức tiêu giao. Tôi làm sao biết, tôi cũng chưa từng nghe nói tổ chức này. Trương Nguyên Thanh lập tức mang mục tiêu hoài nghi, lý do hoài nghi của mình báo cho Linh Quân, mang cả bản trong máy tính cho hắn xem. Nào ngờ Linh Quân ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bản, phản ứng theo bản năng là Cậu thế mà kiếm được bản thành viên suốt 10 năm của Thái Nhất Môn. Cậu con mẹ nó có phải ngủ với Tôn Miễu Miễu rồi hay không, bằng không cô ấy làm sao dám trộm tài khoản của Tôn Trưởng Lão lấy trộm những tin tức này. Anh làm sao biết là Tôn Miễu Miễu? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra linh quân bật cười một tiếng thành viên thái nhất môn cậu biết chỉ có từng đó viên đình quyền hạn quá thấp âm cơ tính cách ổn trọng giữa tôn miễu miễu và triệu thành hoàng triệu trưởng lão không có khả năng mang tài khoản của mình cho người khác cho dù là con nối giỏi a à, không cần tôi tiếp tục nói chứ linh quân gã này ngày thường cà lơ phất phơ thực ra sâu sắc vô cùng khó trách phó thanh dương nói hắn là rác rưởi rõ ràng có thiên phú rất mạnh lại chỉ biết phong lưu Trương Nguyên Thanh nịnh bợ Đạo sư Anh Minh Chẳng qua tôi chưa ngủ tôn miễu miễu Cái này không phải trọng điểm Linh Quân nghe xong trực tiếp lắc đầu Cười ha ha nói Không 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 Cậu mới là trọng điểm quan nhã năm đó đánh gãy răng cửa của tôi Khi đó tôi liền nghĩ Tương lai tên xui xẻo nào cưới loại cọp cái này Khẳng định bị đánh mỗi ngày nhặt răng cửa Tôi hy vọng cậu có thể hoàn thành tâm nguyện Lúc thiếu niên của lão sư Tôi không phải đến tấu hài với anh khóe miệng trương nguyên thanh run rẩy được rồi vậy nói về tổ chức tiêu giao này linh quân trầm ngâm một phen tôi cảm thấy cậu đã đoán sai đại trưởng lão xích nhật hình quan năm đó theo giúp lão ba ngựa giống của tôi ra tay cướp đoạt la bàn quang minh cho nên hắn khẳng định không phải thông linh trưởng lão thích trúc ở doanh huấn luyện nơi luyện thi chơi với các âm thi kia tinh thần đại hải trưởng lão nắm giữ đội tuần tra mấy chục năm chạy lung tung khắp nơi hai người bọn họ khả năng rất cao nhưng thần nhật du cấp chúa tể đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay cha tôi nếu nhìn thấy có thần nhật du đỉnh phong tranh đoạt la bàn quang minh với mình ông ấy sẽ làm như thế nào khẳng định ngay lập tức điều tra thần nhật du trong môn trương nguyên thanh nghe hiểu mà nếu dẫn tới thần dạ du mạnh nhất đương đại chú ý hai vị trưởng lão không có khả năng lớn che giấu tung tích nữa đương nhiên không bài trừ thái nhất môn chủ năm đó quả thật làm như vậy cũng thành công lôi ra thần giả du trong bóng tối chỉ là người ngoài không thể biết được trương nguyên thanh nói ra phán đoán của mình đối với điều này linh quân nhún nhún vai không rõ dù sao tôi không biết vậy anh nói thần giả du trong tổ chức tiêu giao có thể là tán tu hoang dã hay không trương nguyên thanh hỏi xác suất không lớn linh quân khẽ lắc đầu cậu hẳn là biết linh cảnh hành giả dân gian tổ chức thua xa hành giả quan phương bởi vì bọn họ không có tài nguyên, không có phương án phó bản. Bây giờ còn như thế, huống chi là hơn 20 năm trước. Lúc ấy phương án phó bản càng ít hơn, cậu muốn nói trong tán tu xuất hiện một vị thần nhật du đỉnh phong, tôi cảm thấy là có thể, nhưng cùng lúc xuất hiện hai người, hơn nữa lăn lộn trong một tổ chức, xác suất quá nhỏ. Thời điểm năm 1998, số lượng chúa tể đỉnh phong của Thái Nhất Môn là ba, dân gian nhiều nhất, không có khả năng đạt tới hai người. Có đạo lý. Trương Nguyên Thanh âm thầm gật đầu. Ở trong thế giới linh cảnh hành giả, có một chuỗi kinh bỉ, nó nghiệm chứng rất cốt chân lý tôn sùng thời cổ châm biếm thời nay. Người tu hành cổ đại cao hơn linh cảnh hành giả, linh cảnh hành giả niên đại sớm hơn, cao hơn linh cảnh hành giả ngày sau. Đây là vì linh cảnh hành giả trước kia không có phương án, dùng mạng khai hoang, nhân vật ở trong loại niên đại mang hoang đó tấn thăng cấp bậc cao, đều là người trâu bò thật sự. Lúc Trương Nguyên Thanh suy tư, Linh Quân không quá hứng thú đối với chuyện này trượt con chuột, nhìn quét bản, cảm khái nói. Thật nhiều ai đi Linh Cảnh quen thuộc nha, có mấy người còn từng bế tôi, đáng tiếc đều trở về Linh Cảnh rồi, năm tháng nhanh như đau, từng đau trảm thiên kiêu nha. Chính là vì nhìn thấu bản chất của Linh Cảnh hành giả, tôi mới dứt khoát kiên quyết bỏ qua thăng cấp, bỏ qua quyền lực, toàn tâm toàn ý tìm kiếm bạn lữ sinh mệnh đó. Là bạn lữ trên giường đi. Trương Nguyên Thanh vừa ở trong lòng lẫm bẩm, liền nghe Linh Quân bỗng nhiên "cồ" một tiếng. "Làm sao vậy?" Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Linh Quân chậm rãi nhíu mày, "Sao không có ai đi linh cảnh thập thất ca của tôi?" "Thập thất ca của anh?" Nghe được Linh Quân nói, Trương Nguyên Thanh phản ứng đầu tiên là, "Anh rốt cuộc có bao nhiêu anh chị em, anh ở trong đó đứng thứ mấy?" Xưng hô thập thất ca, nghe đầy mùi cung đình thời thanh, anh chị em của Linh Quân tựa như có hơi nhiều." linh quân trầm ngâm một chút trả lời trước khi lập nước đại khái mười mấy người đi sau khi lập nước năm sáu mươi người con số cụ thể nhớ không rõ tôi ở nhà xếp thứ bốn mươi ba trương nguyên thanh ngây dại làm người nối nghiệp khoa học chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt thời đại mới tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc đầu óc hắn hoàn toàn không thể tiêu hóa tin tức kinh thế hải tục như thế lặng im vài giây hắn lẩm bẩm thật đúng là ngựa giống luôn nghe linh quân mang bốn chữ phụ thân ngựa giống treo ở bên miệng cho rằng trào phúng cùng bẩn thiểu không ngờ là trần thuật sự thật ngựa giống chính là máy gieo hạt không có cảm tình nữ nhân ông ấy chọn chỉ coi trọng gian cùng thiên phú không có bất cứ cảm tình gì đáng nói không phải chính là ngựa giống mẹ tôi lúc gả đến thái nhất môn mới 22 tuổi ông ấy cũng hơn 100 tuổi rồi nếu pháp luật hữu hiệu đối với bán thần ông ấy phải ăn củ lạc hơn 100 lần bởi vì vợ ông ấy cưới có thể ở đầy toàn bộ vịnh phó gia trong lời nói của linh quân tràn ngập khinh thường đối với phụ thân tôi nghe xong còn rất hâm mộ trương nguyên thanh nói vậy cha anh có phải xây một tòa nhà dùng để làm hậu cung hay không cái đó lại không phải nữ nhân của ông ấy tuy nhiều nhưng đại bộ phận đều tái giá rồi gì trương nguyên thanh chưa nghe hiểu linh quân biểu môi ông ấy là ngựa giống bà nhiệm vụ của ngựa giống chính là gieo giống lớn mạnh tộc đàn về phần phụ nữ chỉ cần sinh con ra là đi hay ở ông ấy không để ý cho dù những cô gái đó cặp kè với bác tần bảo vệ cửa ông ấy cũng không bận tâm dù sao đại bộ phận cô gái sinh con rồi ông ấy đều sẽ không động vào nữa chẳng qua điểm này tôi cảm thấy là chỗ đáng khen duy nhất của ông ấy ít nhất không hạn chế tự do của những cô gái đó các cô vẫn như cũ có được cuộc đời của mình tôi bày tỏ tam quan chịu chấn động mãnh liệt. Vậy mẹ anh đâu? Mẹ tôi ở năm thứ hai sinh ra tôi trở về Linh Cảnh rồi, có một lần bà ấy vào phó bản, liền không trở về rồi. Linh Quân thở dài nói. Sao người bên cạnh mình mất cha mất mẹ, chưa mất còn không bằng đã mất? Trong lòng Trương Nguyên Thanh tràn ngập lời nói nhảm. Nhưng nghĩ lại một chút, Linh Quân nếu cha mẹ đều mất hết, quan nhã sẽ không nói hắn thơ ấu bi kịch. Nói đi cũng phải nói lại, Vị đại trưởng lão kia của Bách Hoa hội, hiển nhiên không phải một yêu thuộc tính sinh sản, bằng không em gái họ của Linh Quân có thể ở đây căn biệt thự lớn này. Linh Quân nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Không nhắc tới mẹ tôi nữa, tôi đối với bà ấy cơ bản không có ấn tượng. Tiếp tục nói tên ngựa giống kia, ông ấy là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, người thời đại dân quốc, đến bây giờ sống hơn 100 năm, ông ấy rất sớm trước kia đã thăm dò rõ quy luật phát thể nhân vật. Cấp bậc càng cao, sinh ra con nối dòng, tỷ lệ đạt được thể nhân vật càng cao. Trước khi lập nước cấp bậc của ông ấy còn chưa cao không thể chạm tới như vậy, sau khi lập nước, Tấn Thăng bán thần liền bắt đầu điên cuồng sinh con đẻ cái, ông nếu bỏ tinh lực đi điều tra, sẽ phát hiện mỗi một vị lão tổ tông của linh cảnh thế gia, số lượng con cái đều vượt qua 20 người. Thì ra anh hoa tâm như vậy, là gia học sâu xa nha. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói. Đã vậy ông ngoại anh còn gả khuê nữ cho thái nhất môn chủ quan nhã chẳng lẽ muốn gả vào gia tộc miller linh quân bật cười tình yêu là đồ chơi trẻ con mới chơi người nghèo không chơi nổi quyền quý khinh thường chơi cậu tương lai nếu tấn thăng bán thần ngũ hành minh nhiều thiên kim đại tiểu thư như vậy tùy cậu chọn lựa quan nhã muốn ngăn cũng không ngăn được cũng đúng đến giai đoạn bán thần quan nhã cho dù cho mình nhất đao lưỡng đoạn lấy năng lực tự lành của mình cũng có thể mọc lại Trương Nguyên Thanh khát khao một phen năng lực tự lành của bán thần, kéo đề tài về quỹ đạo. Không nói những thứ này nữa, thập thất ca của anh là chuyện thế nào? Trong mắt Linh Quân lộ ra cảm khái, lâm vào hồi ức. Hắn là con trai thứ 17 của lão cha ngựa giống kia của tôi sau khi lập nước, ở lúc tôi còn rất nhỏ, hắn đối với tôi đặc biệt tốt, hắn không giống với anh chị em khác, trầm ổn, ôn hòa, công chính, các em trai em gái tuổi không lớn đều rất thích hắn bởi vì hắn sẽ mang quà cho chúng tôi, hơn nữa sẽ cảnh cáo các anh lớn tuổi, thích bắt nạt chúng tôi. Hắn là đứa con trai có thiên phú nhất phụ thân sinh ra sau khi lập nước, tuổi còn trẻ đã là chúa tể, ngồi ngang hàng với các trưởng lão thái nhất môn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, hắn bao nhiêu tuổi, ai đi linh cảnh là cái gì, nay đảm nhiệm chức vị gì. Thái nhất môn chủ là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, ít nhất 130 tuổi, cho dù là con trai thứ 17 sau khi lập nước, tuổi chỉ sợ cũng có thể làm ông nội của hắn. Môn chủ ngựa giống hoàn toàn có năng lực khiến các phi tử hậu cung đồng thời mang thai, con trai thứ nhất cùng con trai thứ 17, tuổi chưa chắc chênh lệch quá lớn. Tổ chức tiêu giao khẩu hiệu trẻ trâu, trương tử chân và sở thượng đều là người trẻ tuổi, có thể tiếp nhận loại khẩu hiệu này, tuổi ám ảnh song tử cũng sẽ không quá lớn. Dù sao cứu vớt thế giới loại lý tưởng này, người trưởng thành ngoài 30 tuổi sẽ chỉ cười trừ, huống chi là lão già thế sự xoay vần. Ai đi linh cảnh của thập thất ca tên là Linh Thác, nếu hắn còn sống, hẳn là 47, 48 tuổi. Linh quân nhớ tới anh trai tráng niên mất sớm, cảm khái ngàn vạn. Hắn nếu chưa chết, khẳng định có thể đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão. Từng, tôi biết cậu muốn hỏi, vì sao là con trai thứ 17 sau khi lập nước, bởi vì đám con cái trước khi lập nước đều chết sạch rồi, dù sao không phải mỗi người đều có thể thành linh cảnh hành giả, mà thành linh cảnh hành giả, tỷ lệ tử vong càng cao. Linh cảnh thế gia muốn duy trì số lượng hành giả thì phải không ngừng sinh con, phương diện này, đại bộ phận cả đời là người thường, bộ phận nhỏ trở thành linh cảnh hành giả, nhưng linh cảnh hành giả tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên chỉ có điên cuồng sinh con. Chết rồi. Trương Nguyên Thanh chưa chú ý đoạn lời phía sau, con ngươi hơi co rút lại, trái tim điên cuồng nhảy lên vài cái, trong đầu hiện lên một ý niệm, chính là hắn. Thần giả Du ám ảnh. Lại là anh trai của Linh Quân tư chất siêu quần tuổi không lớn chúa tể đỉnh phong có được chính nghĩa hoàng mỹ phù hợp thân phận vị thần dạ du kia trong ám ảnh song tử thân là con cái của thái nhất môn chủ anh trai của linh quân có tài nguyên phong phú phương án phó bản đạo cụ môn phái trợ giúp lại thêm bản thân thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ tấn thăng chúa tể đỉnh phong hoàn toàn là có khả năng ám ảnh song tử cũng gặp được bất trắc rồi sao trương nguyên thanh thở dài nói thập thất ca của anh, cụ thể là chết một năm nào? Nguyên nhân cái chết là gì? Linh quân nhìn chầm chầm hắn, nhíu mày thật sâu, cậu hoài nghi thập thất ca là thần giả du trong ám ảnh song tử. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Linh quân ca một tiếng, vốn không có hứng thú đối với chuyện này, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, lấy ra điện thoại di động, nói. Tôi tra cơ sở dữ liệu của Thái Nhất môn chút. Nhanh chóng đăng nhập tài khoản, tìm Linh Thác, Kết quả chưa tìm thấy được từ khóa. Trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn không có linh thác người này. A. À. A. À. Trương Nguyên Thanh và Linh Quân đồng thời hít một ngụm khí lạnh, hai thầy trò trăm miệng một lời. Có vấn đề. Linh Quân nhíu mày trầm ngâm, cố gắng nhớ lại, chậm rãi nói. Tôi nhớ rõ năm ấy thập thất ca chết, tứ thập cửu muội mới ra đời, em ấy bây giờ 23 tuổi. Từng, nhớ ra rồi. Thập Thất Ca là qua đời năm 1999. Hình như là chết ở trong phó bản, ít nhất lúc ấy là nói như vậy, tôi còn đau lòng rất lâu, bởi vì Thập Thất Ca đối với tôi không tệ. Năm 1999 trở về linh cảnh. Không ngờ ám ảnh thần dạ Du mới là người chết đầu tiên, sau đó, năm 2000 sở gia diệt môn, năm 2006, cha mình trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh rất nhanh làm rõ tuyến thời gian. Tư liệu biểu hiện Năm 1998 sau trận chiến tranh đoạt la bàn Quang Minh, tổ chức tiêu giao liền mai danh ẩn tích, mà cung chủ từng nói, cha mình giai đoạn sau luôn luôn lo lắng, lo lắng kẻ địch tìm tới cửa, vì thế, ông không dám nuôi cung chủ ở bên người, chỉ có thể tặng người khác. Có thể khiến cha mình kiên kỵ như thế, xác suất đại khái là bán thần, nhưng sẽ là ai đây? Ừm, Linh Thác là người chết đầu tiên, hắn là ngọn nguồn của việc này. Trương Nguyên Thanh Chợt có ý tưởng, chủ động mở miệng, nói. Tôi nhớ rõ vị hội trưởng kia nói, tổ chức tiêu giao bốn người, lúc trước đoạt đi mảnh vỡ la bàn quang minh trung tâm nhất. Trong mấy năm sau đó, Liệt Dương song tử trước sau chết, bây giờ xác định anh trai anh là người chết đầu tiên, một vị ám ảnh khác chỉ sợ cũng gặp bất trắc rồi. Hắn chủ động chia sẻ tình báo, bày ra một bộ tư thái tò mò tham thảo chuyện cũ năm đó. Dù sao Linh Quân không phải thám báo, nhìn không ra được. Ý của cậu là thập thất ca là vì mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh chịu khổ tai họa bất ngờ linh quân sắc mặt ngưng trọng nói có đạo lý nhưng lại không có khả năng lắm nếu tôi là thập thất ca biết sẽ có người mơ ước mảnh vỡ la bàn vậy tôi khẳng định sẽ tránh ở thái nhất môn không ra lão cha ngựa giống là thần dạ du mạnh nhất các trưởng lão trong môn cũng là một lực lượng không thể bỏ qua dù là bán thần cũng không có khả năng ở dưới mí mắt thái nhất môn giết hắn nói tới đây linh quân nhún nhún vai trừ phi lão cha ngựa giống làm bằng không vẻ mặt hắn đột nhiên cứng đờ sắc mặt trương nguyên thanh đột nhiên dại ra sau đó hai thầy trò lại ăn ý quay đầu nhìn bảng trên máy tính một cái ngây người lần nữa mí mắt linh quân chợt giật giật hầu như là từ trên ghế bật dậy không có khả năng điều đó không có khả năng trương nguyên thanh buồn bã nói thật ra như vậy mới hợp lý không phải sao bằng không anh làm sao giải thích tư liệu của Linh Thác bị lao đi. Trong thái nhất môn, người có thể làm được chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cậu, cậu, cậu con mẹ nó đừng nói hô nói vượng, Linh Quân vẽ mặt kích động, tỏ ra hơi dữ tợn, cả giận nói. Nếu là vì mảnh vỡ la bàn quang minh, ông ấy chỉ cần hỏi đòi thập thất ca là được, ở thái nhất môn, không ai có thể ngỗ nghịch ông ấy, các trưởng lão cũng không được. Hơn nữa ông ấy vì sao phải lau đi tư liệu của thập thất ca, Hoa công tử rất ít thất thố như vậy. Vì sao lao đi không quan trọng, bản thân lao đi quan trọng nhất, nếu thập thất ca của anh chết không có vấn đề, chỉ là ngoài ý muốn, vậy có cần thiết lao đi tư liệu." Trương Nguyên thanh chậm rãi nói. Về phần mảnh vỡ La Bàn Quang Minh, cái này đã nói lên một sự kiện, La Bàn Quang Minh không đơn giản như tưởng tượng, nó không chỉ là đạo cụ mà thôi, nó còn có tác dụng tầng cấp sâu hơn, tác dụng này khiến Linh Thác từ chối giao mảnh vỡ la bàn cho phụ thân các anh đánh rắm. Đây đều là phán đoán của cậu. Linh Quân bộ mặt dữ tợn. Không, không phải đoán. Hội trưởng từng nói, mảnh vỡ la bàn Quang Minh là tiền vốn đánh cờ. Cung chủ từng nói, tổ chức Tiêu Giao phá giải bí mật linh cảnh, la bàn Quang Minh có thể khiến Tiêu Giao tứ tử đánh bạc tính mạng tranh đoạt. Nó tuyệt đối không chỉ là đạo cụ tiên đoán mà thôi. Nó nhất định có tác dụng đặc thù lý do linh thác không giao ra mảnh vỡ la bàn là đầy đủ nhưng hắn vì sao không giao cho phụ thân mình còn không rõ kẻ địch của tiêu giao tứ tử nếu là thái nhất môn chủ vậy tất cả đều có thể giải thích nguyên nhân ám ảnh thần dạ du chết đầu tiên được giải thích nguyên nhân trương tử chân kiên kỵ kẻ địch như thế cũng được giải thích nguyên nhân cung chủ không nói cho mình biết chân tướng năm đó cũng có giải thích mảnh vỡ trung tâm la bàn hẳn là không ở trong tay linh thác bằng không sẽ không có chuyện đến tiếp theo Thái Nhất môn chủ thông qua phệ linh, biết được con mình là tiêu giao tứ tử, đạt được tình báo tổ chức này. Chính bởi vì kẻ địch quá mức cường đại, đáng sợ, cho nên năm đó tổ chức tiêu giao mới mai danh ẩn tích, không dám xông pha giang hồ nữa. Thì ra kẻ địch là Thái Nhất môn chủ sao? Trong lòng Trương Nguyên thanh lặng yên cuồn cuộn lên sóng triều ngập trời. Hắn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong lòng, nói: Có phải đoán hay không, điều tra một chút là biết. Thôi bỏ đi, tôi cũng chỉ tò mò mà thôi, đã liên quan đến thái nhất môn chủ, vậy dừng ở đây. Hắn là cố ý nói như vậy, trước rút mình ra, đoạn chuyện cũ này tán gẫu đến nơi đây, cho dù hắn không điều tra, Linh Quân cũng sẽ đi điều tra. Sau lưng Linh Quân là đại trưởng lão cùng Phó Thanh Dương, người trước đại biểu Bách Hoa Hội, mà Phó Thanh Dương đại biểu Nguyên soái Cái này so với Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn một mình sờ đá qua sông ổn thỏa hơn nhiều. Linh Quân ngơ ngác ngồi ở ghế trên, Khuôn mặt, ánh mắt dại ra, tựa như bức tượng. 15 phút đồng hồ đã sớm trôi qua, đạo sư ngài không tìm cô nương hẹn hò sao. Từng, anh quá nữa đã không có tâm tình nữa. Trương Nguyên Thanh tựa như một gã trai tồi kéo quần lên không nhận người, nói. Tôi về ăn cơm. Búng ngón tay, bóp một cái, hóa thành ánh sao tiêu tán. 8 giờ tối, phòng quan nhã. Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, soạn tin nhắn cho âm cơ. Hư vô giáo phái đã trả lời, tối mai, chạm mặt thành phố Kim Sơn, bọn họ chỉ định chị cùng tôi đi qua, không thể dẫn theo trưởng lão. Mặt khác, cần mang theo một món đạo cụ kỵ sĩ phẩm chất thánh giả tới đó. Tin nhắn gửi đi thành công. Theo Phó Thanh Dương nói, hành động truy bắt của Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão lâm vào cục diện bế tắc, căn bản tìm không thấy thuần dương trưởng giáo. Tên điên kia tựa như bắt đầu ẩn nấp từ đây, phát triển đáng kinh rồi. Thế này rất không ổn, thuần dương trưởng giáo từng tiến vào thức hải của hắn, biết mảnh vỡ thái âm tồn tại, tương lai khôi phục thực lực, nhất định sẽ săn giết hắn. Cho nên, hắn và lão mỏ giống nhau thuần dương trưởng giáo không chết, bổn tọa cuộc sống hàng ngày khó yên. Âm cơ trả lời rất nhanh, thu được, tôi đi hỏi sư tôn một chút. Vài giây sau, lại phát ra một cái, đa tạ. Có thể thấy được tin tức này, đối với bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng. Trương Nguyên Thanh nhìn chầm chầm bức tường ngẩn người vài giây, sau đó gửi tin nhắn cho chỉ sát cung chủ. Có phải vị mạnh nhất đương thời kia hay không? Hắn tin tưởng, chỉ sát cung chủ có thể xem hiểu. Tin tức gửi xong, chờ trái chờ phải, không đợi được chỉ sát cung chủ trả lời. Không có trả lời, đại biểu cho ngầm thừa nhận. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, nhẹ nhàng thở ra, vừa đi về phía phòng tắm, vừa nói. Quan nhã, giúp anh tới phòng lấy khăn tắm cùng quần áo tắm rửa. Được. Quan Nhã ngồi ở giường Quý Phi bên cửa sổ, buông sách trong tay xuống, đứng dậy rời khỏi phòng. Trong phòng tắm, không khí tràn ngập mùi thơm của dầu gội cùng sữa tắm, trong giỏ trúc ném bừa bãi nội y ren cùng váy dài của phụ nữ. Quan Nhã vừa tắm rửa xong. Trương Nguyên Thanh cởi quần áo, ném vào giỏ trúc, nhìn chầm chầm quần áo mình bao trùm quần áo Quan Nhã, hắn cười hề hề một cái, trước kia ở nhà bà ngoại có bệnh thích sạch sẽ đặc biệt để ý phân loại phương diện này bà mua giỏ trúc cho mỗi người trong nhà giỏ của mình đựng quần áo của mình không cho phép lẫn lộn theo trương nguyên thanh thấy lẫn lộn là một loại tượng trưng thân mật tư vị tình yêu thật không tệ vui vẻ ban đêm sắp tới đã triệt tiêu tâm tình không ổn tối nay đổi thành lúc bình thường biết kẻ địch là thái nhất môn chủ hắn tối nay đừng nghỉ ngủ ngon giấc trương nguyên thanh trần trùng tiến vào gian tắm vòi sen cách vách chính là bồn tắm lớn phòng quan nhã rất lớn phòng tắm và toilet là tách ra khách sạn cốc cốc âm cơ nâng tay gõ vang cửa phòng của sư phụ hồng anh trưởng lão cửa phòng im lặng mở ra nữ quỷ phía sau cửa hướng về âm cơ cung kính hành lễ âm cơ xuyên qua lối đi sảnh ngoài tiến vào phòng ngủ chính thấy hồng anh trưởng lão mặc váy ngủ tơ lụa đứng ở bên cửa sổ tập trung nhìn cảnh đêm đô thị phồn hoa. Chuyện gì? Hồng Anh trưởng lão chưa xoay người, bà đã qua tuổi 50, nhưng thân thể vẫn đầy đặn yểu điệu như trước, nếu chỉ nhìn bóng lưng, vẫn có thể khiến người khác phái cảm thấy kinh diễm. 50 tuổi, ở trong linh cảnh hành giả cấp chúa tể, thuộc về thanh niên. Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tin con, nói hỗ trợ liên hệ được người của hư vô giáo phái rồi, âm cơ nói. Nghe vậy, khuôn mặt ngưng trọng của hồng anh trưởng lão lộ ra bất ngờ cùng vui mừng nguyên thủy thiên tôn này đáng tin bất ngờ nói một chút tình huống cụ thể âm cơ liền mang nội dung tin nhắn báo cho lão sư chỉ để con cùng nguyên thủy thiên tôn đến hồng anh trưởng lão nhíu mày suy tư một lát nói có thể thử trừ đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ ta còn sẽ ban cho con hai món đạo cụ một món là liệt dương cảnh vi sư thường dùng một món là mai rùa phẩm chất thánh giả thứ sau có thể bói toán lành dữ con phối hợp tinh tướng thuật sử dụng cẩn thận là trên hết khi nói chuyện nhẹ nhàng nâng tay hai món đạo cụ bỗng dưng hiện lên bay về phía âm cơ âm cơ cung kính tiếp nhận cảm ơn lão sư hồng anh trưởng lão xoay người lại chăm chú nhìn nữ đệ tử sa đen che mặt thước tha cao gầy khẽ cười nói con cùng nguyên thủy thiên tôn thường có liên lạc ngẫu nhiên tâm cơ đáp lại nụ cười khóe miệng Hồng Anh trưởng lão càng thêm khắc sâu. Trừ đều là thành viên thái nhất môn, con gần như không có liên lạc với người ngoài, có phải có hảo cảm đối với hắn hay không? Âm cơ khẽ nhíu mày, lão sư nếu là không vui, con không liên hệ với hắn là được. Không, cái này rất tốt. Hồng Anh trưởng lão đã đi tới, vuốt ve mái tóc của âm cơ, thở dài. Chuyện kia năm đó, trong lòng lão sư xấu hổ, nhưng đã trôi qua hai năm, con nên quên đi người kia, tìm kiếm cuộc đời của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất tốt, xuất thân quan phương, thiên phú dị bẩm, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, xứng đôi với con. Âm cơ yên lặng lui về hai bước, không người nói. Lão sư, con đi về nghỉ ngơi trước. Hồng Anh trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Quan Nhã tỷ, đại cát đại lợi. Trong bóng tối, tiếng khẩn cầu của Trương Nguyên Thanh lại một lần nữa vang lên. Điều hòa đưa gió lạnh, mang đến từng đợt cảm giác mát bên giường phân tán váy ngủ nội y cùng với những đống khăn tay trên giường một mảng hỗn độn quan nhã mang thân thể đầy đặn nóng bỏng của mình bọc lại trong đệm chăn bọc rất kín kẻ, chỉ lộ ra một cái đầu dùng cái gáy hướng về bạn trai làm bộ chưa nghe hiểu đại các đại lợi đại các đại lợi trương nguyên thanh Xuyên năng ám chỉ quan nhã nghiến răng nghiến lợi nói em có phải chiều anh quá rồi hay không từ tối hôm qua đến ban ngày, từ ban ngày đến đêm nay, Nguyên Thủy đòi hỏi có thể nói nghe rợn cả người. Quan Nhã tuy là thánh giả, cũng có chút khó có thể chống đỡ, nhưng vẫn chiều hắn từng lần một. Cô cùng Nguyên Thủy chênh lệch khoảng 6 tuổi, là tình yêu chị em tiêu chuẩn, bởi vậy chiều hắn khắp nơi, nào ngờ tiểu tử này được voi đòi tiên, càng ngày càng quá phận. Trương Nguyên Thanh lại cầu xin mấy lần, thấy cô trước sau không đáp ứng, liền biết không thể được, bất đắc dĩ bỏ qua, nói vậy được rồi tỷ tỷ tốt anh vẫn muốn vừa dứt lời chợt thấy sát khí ập tới hai ngón tay tì lên đầu sau đó là tiếng quan nhã thở phì phì nào có xe mới như anh chạy từ sớm đến tối không bảo dưỡng sao ngủ trương nguyên thanh bị dọa rung lên vội vàng con người lại về phía sau cười gượng nói có đạo lý có đạo lý đợi quan nhã thu hồi ngón tay dựng như kiếm hắn dịch trở về ông thân thể mềm mại trắng trẻo thơm mềm ngủ say sáng sớm hôm sau bước rèm kéo chặt ánh mặt trời mỏng manh mơ hồ xuyên thấu qua khe rèm chui vào toàn bộ căn phòng yên tĩnh mà tối tăm quan nhã dần dần tỉnh lại theo bản năng vương cánh tay ông về phía tình lan cùng chung chăn gối nào ngờ sờ hụt còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức cô khẽ nhíu mày tiếp đó lông mi rậm rung rung mở đôi mắt đẹp nhìn lại bên gối trống trơn chỉ nhìn một cái như vậy sáng sớm tốt đẹp tỉnh lại tâm tình của cô bỗng nhiên trở nên không tốt. Nhưng sau đó, cô như có cảm giác, lật người, nhìn về phía bàn. Một bóng người ngồi ở bên cạnh bàn, ánh sáng màn hình màu lam huỳnh quang chiếu vào khuôn mặt hắn, xung quanh nặng nề tối tăm, khuôn mặt kia tuấn lãng sạch sẽ, tươi sáng khắc sâu. Lòng quan nhã lập tức yên ổn, khuôn mặt con lai thanh lịch xinh đẹp nháy mắt sinh động hẳn lên. Giọng của nàng mang theo một tia ngọt ngào cùng lười biếng, cười ha ha nói. Sáng sớm đã tiến vào thời gian hiền giả. Cô gái, em lại chơi với lửa, quên đêm qua là ai khóc kêu ca ca tha mạng, rồi sao? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn qua, cười nhạo nói. Hắn thấy quan nhã ôm đệm chăn ngồi dậy, đôi chân dài đẹp vươn ra, dẫm ở trên mặt đất, cuối người nhặt lên váy ngủ phân tán ở chân giường. Tư thế này, khiến Trương Nguyên Thanh thấy rõ ràng lưng ngọc đường công mượt mà. Sa tanh miệng màng như cực phẩm hơn nữa không giống thiếu nữ lộ ra cảm giác gầy trơ xương như vậy, mà là đầy đặn chỉ phụ nữ trưởng thành có. Yêu tinh Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía máy tính. Quan nhã mặt xong váy ngủ, đi đến bên bàn, từ phía sau ôm cổ hắn, anh đang xem phương án phó bản à. Ồ, anh tới đây sắp vào phó bản rồi, em nghĩ một chút. Anh lần này là phó bản nhiều người. Trương Nguyên Thanh từng một tiếng, Phương án phó bản thái nhất môn hầu như không dùng đến, nhưng vẫn phải xem, nhỡ đâu lần này dùng đến thì sao. Lấy biểu hiện của hắn ở trong nhai sơn chi hải, phó bản lần sau, tình huống không ổn nhất là, lại gặp phải cục diện 6 kéo 4. Tệ hơn một cấp là 5 kéo 4. Tình huống lạc quan nhất cũng là phó bản cấp S. Thử nghĩ, khi đạo cụ, con bài chưa lật của bạn có thể dễ dàng đánh chết thánh giả cấp 4, chém giết với thánh giả cấp 5, đối mặt thánh giả cấp 6 sơ kỳ cũng có thể đỏ sức, như vậy, linh cảnh còn có thể để bạn tiếp tục ở trong phó bản cấp bậc đối ứng tiêu giao tự tại sao? Linh cảnh là có cơ chế cân bằng. Tình huống cấp 6 kéo cấp 4, ở trong cơ chế ghép hiếm thấy, nhưng hiếm thấy không đại biểu không có, nguyên nhân hiếm thấy, rất có thể là đại bộ phận mọi người điểm không đủ cao. Khi điểm ẩn của bạn đủ, có lẽ ghép thánh giả đẳng cấp cao liền thành điều bình thường. Chẳng qua loại hiện tượng này, đại khái chỉ có kỳ tài cực cá biệt có một không hai biết ví dụ như nguyên soái ma quân cũng tấn thăng nhanh chóng mãnh liệt ở trong thời gian ngắn đạt tới giai đoạn chúa tể quan nhã gác cái cầm vê lai like ở bả vai hắn dịu dàng nói bình an trở về chờ điểm của em đề cao nói không chừng lại có thể ghép đến cùng phó bản với anh từ khi quyết định thăng cấp hẳn hoi cô không cố ý giữ cấp bậc nữa đã trải qua phó bản giết chóc biểu hiện trắc tuyệt quan nhã bây giờ cho điểm nhắm chừng có thể ổn định ở cấp A. Với cô mà nói, phó bản cấp A là phải đánh bạc tính mạng mới có thể hoàn thành phó bản. Lần trước trong Lâm An quỷ án, cô có 3 lần nguy cơ sinh tử, thiếu chút nữa ngã ở bên trong. Khó có thể tưởng tượng, nguyên thủy quá khứ nhiều lần phó bản cấp S như vậy là như thế nào chống đỡ qua được. Anh bây giờ bảo bối nhiều, cho dù đối mặt cường giả cấp 6, anh cũng có thể chống đỡ một chút. Trương Nguyên Thanh xoay đầu lại, khẽ hôn bờ môi đỏ mọng, hai người bắt đầu hôn nồng nhiệt, hít thở dần dần nặng nề. Lúc này, trên bàn truyền đến tin một tiếng là cái điện thoại di động dán hình chồng sau đó của quan nhã. Quan nhã ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, xem tin, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Mẹ em ngày mai đến Tùng Hải. Hành động nhanh như vậy. Mình còn tưởng mẹ vợ sẽ giống bóp nhân vật phản diện, vẻ mặt khinh thường cho mình thời gian phát triển. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nghe răng, sau đó xắn tay áo nên đón bước đầu tiên của hạnh phúc từ chính tay đâm mẹ vợ bắt đầu quan nhã bảy rưỡi tối cửa tiểu khu biệt thự vịnh phó gia một chiếc xe mpv màu đen đến tiểu khu âm cơ ngồi ở hàng ghế sau nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng còi bén nhọn cô hạ cửa kính xe xuống quay đầu nhìn chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu lam đổ ở ven đường một người trẻ tuổi tuấn tú ngồi ở vị trí ghế lái Người trẻ tuổi hướng về cô nhướng mày mỉm cười. Mỹ nữ, lên xe đi, bản thiên tôn đưa cô đi hóng gió. Âm cơ đối với loại tư thái tự làm thân này của hắn, quả thật có chút không thích ứng, nhưng nhìn khuôn mặt cực nhã đó, tâm tình xưa nay tâm tối, không hiểu sao nhẹ nhàng hơn chút. Cô khẽ gật đầu, kéo mở cửa xe. Trương Nguyên Thanh đánh giá người đàn bà quá của ma quân bước xuống xe MPV, đi về phía mình, cô trước sau như một mặt váy dài màu đen dệt tơ xếp lớp, Làng váy đính hoa văn ren tinh xảo đẹp đẽ. Mái tóc như thác nước, sa đen che mặt, đôi mắt trầm tĩnh xinh đẹp, khí chất của cô mờ mịt thần bí, ngầm giấu sự cao quý, tựa như tinh linh của hắc nguyệt. Ánh sáng đèn đường màu vỏ quất chiếu vào khuôn mặt cô, tăng thêm một phần ấm áp mềm mại cho cuộc sống. Ầm. Âm cơ lên xe, nhẹ nhàng đóng cửa. Trong đôi mắt đen bóng trầm tĩnh của cô hiện lên ánh sao lấp lánh, nói: Sư Tôn cho tôi hai món pháp khí phòng bị ngoài ý muốn, trước khi gặp, chúng ta phải làm được phòng bị chu đáo, tránh cho rơi vào bẫy của kẻ địch. Tôi nhìn tướng mạo của cậu một chút. Lúc này, đánh giá tướng mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô đột nhiên ngẩn ra. Vài giây sau, cô cười cười, nói, "Chúc mừng." Cung duyên rực rỡ tỏa sáng, biểu thị Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, nhưng lại có một đám mây đen như có như không lượn lờ. Vì thế âm cơ thiện ý nhắc nhở, cảm tình của cậu sắp tới sẽ có khúc chiết. Trương Nguyên Thanh khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ, cảm khái nói. Mẹ vợ cùng nhạc phụ tương lai không đồng ý hôn sự của tôi cùng bạn gái. Âm cơ ngẩn ra lần nữa, miễn cười nói. Lấy thân phận cùng địa vị của cậu, rất khó tưởng tượng người lớn nhà gái sẽ phản đối. Bởi vì bọn họ có người tốt hơn mà. Trương Nguyên Thanh đánh vô lăng, xe chạy vào đường cao tốc, bất đắc dĩ nói. Bạn gái tôi là dòng chính phó gia, phó gia vốn muốn cho cô ấy kết hôn với gia tộc Miller của thiên phạt. Dùng lời của Phó Thanh Dương mà nói, đây là một hạng mục giá trị trăm tỷ, tỷ lệ hồi báo cao, phiêu lưu nhỏ. Mà tôi là thường dân, không có tài sản, không có thế lực, không có tiền, có chỉ có tiềm lực hư vô mờ mịt, phiêu lưu lớn, thấy hiệu quả chậm, ngày nào đó chết ở trong linh cảnh, tỷ lệ hồi báo liền về không. Trái lại, kết hôn với nhà Miller Tiểu tử đó chết rồi cũng không sao cả, mục đích của bọn họ là hợp tác với gia tộc Miller mà không phải hợp tác với tiểu tử nghèo kia. Âm cơ nghe vậy, nhất thời nhíu mày, đối với cảm tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm thái độ không lạc quan. Cô là xuất thân thế lực lớn, môn phái cùng gia tộc khác nhau, sẽ không bắt buộc thành viên kết hôn, nhưng chưa từng ăn thịt heo, chung quy từng thấy heo chạy. Linh cảnh thế gia kết hôn, tuyệt không giống trong phim diễn, có thể cảm động trời cảm động đất cảm động mẹ vợ tương lai. Chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đám cưới là hạng mục lớn, liên quan đến gia tộc, thế lực phát triển, lợi ích sau lưng khó có thể đánh giá, nào phải ngươi không muốn gả thì có thể không gả. Ở trước mặt gia tộc, đại bộ phận tộc nhân đều không có tư cách đàm phán, trừ phi là thiên tài khác với số đông. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy tiền đồ vô lượng, nhưng chính như hắn nói, phiêu lưu lớn thấy hiệu quả chậm, còn có khả năng đầu tư về không, mang đi so sánh gia tộc miller phiêu lưu nhỏ hồi báo cao làm nhà đầu tư chọn như thế nào không cần nói cũng biết nói chuyện đến nơi đây chuyện này vốn nên kết thúc không nên tiếp tục nữa nhưng âm cơ không biết vì sao trong lòng dâng lên một sự bốc đồng tìm tòi nghiên cứu truy hỏi vậy cậu tính xử lý ra sao trương nguyên thanh bình tĩnh nói tự nhiên là đấu tranh đến cùng nhưng đấu tranh chưa chắc có kết quả tốt sẽ liên lụy cậu âm cơ nói sợ cái gì Tôi là người quan phương, phó gia có thể làm gì tôi? Tôi trước làm to bụng quan nhã tỷ, gạo nấu thành cơm, bọn họ chỉ có thể bịt mũi nhận. Trương Nguyên Thanh khí thế rất đầy đủ, lại nói. Chẳng qua mẹ cô ấy kinh nghiệm cũng rất phong phú, vậy mà lại nhìn thấu lòng dạ lan sói của tôi, không cho tôi cơ hội, sáng mai liền bay tới Tùng Hải, tôi còn chưa nghĩ ra dẹp yên bà ấy như thế nào. Đúng vậy, cậu có thân phận quan phương, Cậu là có thân phận quan phương, tâm cơ thấp giọng lẩm bẩm, chung quy là khác nhau, bọn họ đối mặt là vấn đề cảm tình, mà không phải vấn đề sinh tử. Bên tai giống như lại vang lên lão sư nghiêm khắc trăng dạy, con nếu muốn hắn chết, con liền tiếp tục ở bên hắn, xem lần sau trưởng lão khác tìm tới cửa, có thể giữ lại tính mạng cho hắn hay không. Trầm mặc vài giây, cô nhịn không được hỏi. Vậy cô ấy thì sao, cô ấy không sợ liên lụy cậu? Hội tộc lão phó gia có tiếng nghiêm khắc cho dù không sợ liên lụy cậu, cô ấy lại nên phản kháng gia tộc như thế nào? Âm cơ hôm nay nói có chút nhiều a. À. Trương Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV thản nhiên nói. Đã quyết định muốn bên nhau, tự nhiên là cùng nhau gánh vác phiêu lưu, cô ấy nói, phó gia thực dám bạo lực can thiệp, vậy cô ấy liền khiến mình biến thành trẻ mồ côi. Âm cơ ngây cả người. Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ là kinh ngạc nhìn cảnh vật bên đường ngẩn người gió đêm làm rối mái tóc của cô, thổi lên quần áo của cô, tựa như hoa đinh hương kết lên sầu bi. Nửa giờ sau, xe thể thao màu lam lái ra khỏi Tùng Hải, đến địa giới thành phố Kim Sơn. Dừng một chút. Âm cơ trầm mặt suốt dọc đường rốt cuộc mở miệng. Trương Nguyên Thanh đổ xe ở ven đường, nhìn cô từ ô vật phẩm lấy ra một cái mai rùa, đưa qua, lắc trái ba lần, lắc phải ba lần, nó có thể đoán trước các hôn ngày gần đây của cậu đạo cụ bói toán này bù trừ với tinh tướng thuật, thêm một tầng bảo hiểm. Cô vốn nên ngay từ đầu đã lấy ra, nhưng nói chuyện với Nguyên Tủy Thiên Tôn, khiến cô nhớ tới chuyện cũ, thẳng đến giờ phút này mới nhớ ra. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận mai rùa, như tên thần côn, dơ cao bên trái lắc ba lần, dơ cao bên phải lắc ba lần, trong mai rùa truyền đến động tĩnh của đồng tiền, len ken. Hắn nghiêng mai rùa, đổ đồng tiền ra. Ba đồng tiền cỡ lớn triển khai, Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn một cái, rồi nâng tầm mắt nhìn về phía âm cơ. Như thế nào? Hắn không phải chủ nhân mai rùa, cũng không phải phương sĩ, xem không hiểu quẻ tượng. Con ngươi âm cơ co rụt lại, điềm báo đại hung. Gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Âm cơ lặp lại nói, điềm báo đại hung, cậu sắp tới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dứt lời, âm cơ một lần nữa mở tinh mâu, đánh giá tướng mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phát hiện cung ách sáng rõ, không tồn tại huyết quan tai ương. Tinh tướng thuật và quẻ thuật sinh ra xung đột. Mình con mẹ nó sao lại nguy hiểm rồi, có thể để cho ta sống yên ổn vài ngày hay không, mình vừa mới lên giường với quan nhã tỷ. Trương Nguyên Thanh đầy bụng lời nói nhảm. Lời tiên đoán của gương ma vận mệnh còn chưa giải quyết, mai rùa bói toán lại thêm một đao. Trương Nguyên Thanh không cho rằng mai rùa bói toán là sai lầm, mảnh vỡ thái âm có suy nghĩ của mình, nó sẽ ở lúc cần thiết ban cho bí ẩn như lúc trước ở trong phó bản giết chóc có các đại lão ở ngoài phó bản dòng nó nó sẽ tự che chắn dấu ấn trăng tròn nhưng đại bộ phận thời điểm nó là không can dự chính là nói hắn sắp tới thật sự sẽ có nguy cơ lớn âm cơ cầm lấy mai rùa lắc trái ba lần đổ đồng tiền đồng tiền biểu hiện quẻ tượng khiến cô lại nhíu mày quẻ tượng của cô bình an cũng chính là nói chỉ có nguyên thủy thiên tôn sẽ có nguy cơ lớn. Âm cơ trầm ngâm vài giây, phân tích. Nguy cơ hẳn là không phải bắt nguồn từ cuộc gặp tối nay, bằng không tôi sẽ giống với cậu. Tinh tướng thuật chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh ngắn hạn, sẽ không vượt qua một ngày, mà quẻ tượng dự báo thời gian gần, trên thời gian xa hơn. Cậu sắp tới có phải cần vào phó bản hay không? Phải. Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu. Quẻ tượng dự báo nguy cơ lớn, bắt nguồn từ phó bản từng cũng có khả năng bắt nguồn từ mẹ vợ thuê kẻ giết người hắn ở trong lòng bổ sung một câu ánh mắt âm cơ nhất thời tràn ngập lo lắng đi gặp mặt người nam phái trước đi chuyện trong phó bản đến lúc đó nói sau trương nguyên thanh áp chế cảm xúc nặng nề không truyền lại cảm xúc cho âm cơ cười nói tôi vào phó bản lần nào không phải nguy cơ sinh tử quen rồi quen rồi âm cơ muốn nói lại thôi nhưng trương nguyên thanh không cho cô cơ hội nói chuyện một cước đạp chân ga, một lần nữa lên đường. 20 phút sau, hai người đến địa điểm ước định. Văn phòng một nhà công ty chuyển phát nhỏ. Trong văn phòng mười mấy mét vuông, bọc đồ hỗn độn chồng chất, chỉ có trên hai cái ghế, là tiểu viên xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo ngồi. Khấu Bắc Nguyệt ngồi chễm chệ một ghế khác, một bộ tư thái đại ca xã hội đen dẫn đầu đàm phán. Nhóc mập nhân vật chính thật sự, ngược lại ngoan ngoãn đứng ở một bên. Trương Nguyên Thanh âm cơ tiến vào văn phòng, khấu bắt nguyệt dẫn đầu mở miệng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu trầm thấp. Lần này đàm phán thành công hay không, phải xem thành ý của Thái Nhất Môn. Vừa dứt lời, Trương Nguyên Thanh sải bước tiến lên, sách sau gáy hắn lên ném sang một bên. Biến đi. Người lớn nói chuyện, trẻ con sang một bên. Khấu bắt nguyệt lão đảo một phen, may mắn có nhóc mập đỡ, lúc này mới chưa ngã xuống, hắn tức giận nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, giận mà không dám nói gì. Trương Nguyên Thanh ra hiệu âm cơ vào ngồi, sau đó nhìn về phía tiểu viên nhiều ngày không gặp, cười hì hì nói. Dì tiểu viên. Cô vẫn xinh đẹp lạnh lùng, khí tràn cường thế như vậy, ngồi ở nơi đó, tràn đầy khí chất cả hào môn, âm cơ dịu dàng thiện lương cũng bị cô đè ép xuống. Nhìn thấy tiểu viên xuất hiện ở đây, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này ý nghĩa, vô ngân đại sư cũng sẽ chăm chú vào buổi đàm phán này. Đại sư vẫn là đáng tin, cùng không tin tiết tháo của nam phái cho nên phái tiểu viên đến giám sát cũng có khả năng là tiểu viên nghe nói buổi đàm phán này cố ý tới tọa trấn cô là có nhập mộng ngọc phù cô đến ý nghĩa vô ngân đại sư cũng đến tiểu viên mặt lạnh không thèm để ý đến hắn lại làm sao vậy mình gần đây không trêu chọc cô ấy nha cô gái này thật là lúc lạnh lúc nóng trương nguyên thanh bỗng nhiên cảm thấy có lẽ đáng tin là đại sư nếu là tiểu viên để ý an nguy của hắn sao còn có thể bày khuôn mặt thối ra với hắn âm cơ nhìn về phía tiểu viên nhẹ nhàng nói nam phái các người có kế hoạch gì lúc này nhóc mập yếu ớt giơ tay à tôi mới là sứ giả nam phái âm cơ nhìn hắn trong mắt hiện lên một dấu chấm hỏi âm cơ nhíu mày có chút không quá xác định nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn hắn chính là lương thần chọn chủ mà thí chị hẳn là ở trên bản truy nã từng thấy hắn trương nguyên thanh gật gật đầu đưa ra câu trả lời khẳng định âm cơ bình tĩnh nhìn vài lần quả thật nhớ tới một nhân vật như vậy gật đầu nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu lương thần chọn chủ mà thí ở giai đoạn siêu phàm rất có danh tiếng thật là huyễn thuật sư của hư vô giáo phái nam phái chẳng qua âm cơ trước kia cũng không quá để ý bọn con nít giai đoạn siêu phàm cho nên chưa ngay lập tức nhận ra nhóc mập thở dài nói Tôi có thể cảm ứng được cảm xúc kinh ngạc của cô, trong lòng cô nghĩ hẳn là gã này sao lại làm tiểu đệ cho một tên hỏa sư. Tôi đúng là làm tiểu đệ cho người ta, nhưng tôi muốn thay lão đại giải thích một phen, hắn là yêu mê hoặc, không phải hỏa sư. Sự kinh ngạc trong mắt âm cơ càng đậm hơn. Thân là chấp sự cao cấp của Thái Nhất môn, cô từng tiếp xúc với rất nhiều hỏa sư, đối với khí chất của hỏa sư rõ như lòng bàn tay. Rất khó tưởng tượng thiếu niên hầu như mang hai chữ hỏa sư khắc vào đầu, vậy mà lại là một vị yêu mê hoặc. Hắn cũng không có lệ khí cùng sát khí của yêu mê hoặc. Âm cơ thu liễm cảm xúc, thản nhiên nói, như vậy, kế hoạch của nam phái các người là cái gì? Không có kế hoạch, bởi vì đây là chuyện các trưởng lão cần bàn bạc, bà, mà mục đích chúng ta lần này gặp mặt, chỉ là đơn giản bàn bạc, bà, đánh xuống cơ sở cho về sau hợp tác. Nhóc mập trầm giọng nói, đạo cụ khế ước mang theo không? âm cơ khẽ gật đầu mở lòng bàn tay một vệt ánh sáng vàng ống từ lòng bàn tay nở rộ ngưng tụ thành một quyển trục màu vàng cô mở quyển trục trên quyển trục tấm da dê của kỹ chế thành vẽ tấm khiên cùng đại kiếm một hơi thở nghiêm khắc công chính tràn đầy toàn bộ văn phòng nhấp mập hài lòng gật đầu cô là đồ đệ yêu của hồng anh trưởng lão đại trưởng lão bảo tôi ký kết khế ước với cô nếu thái nhất môn đen ăn đen vậy cô sẽ bị khế ước trắng trả trở về linh cảnh nếu hư vô giáo phái đen ăn đen, như vậy trở về linh cảnh chính là tôi. Đây là muốn dùng âm cơ để kiềm chế Hồng Anh trưởng lão. Từng, lấy cảm tình của Hồng Anh trưởng lão đối với âm cơ, có tầng trói buộc này, ít nhiều sẽ kiên kỵ một chút, chẳng qua cậu tên nhóc mập này, rõ ràng bà không đau cậu không thương, âm cơ trao đổi với cậu, thái nhất môn thiệt thòi chết. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh bàn quan, không can thiệp. Âm cơ mở quyển trục, dựa theo nhóc mập yêu cầu, lấy phương thức ngôn ngữ ghi vào nội dung khế ước ở trên quyển trục, nhỏ máu làm chứng, lại ném quyển trục ra. Nhóc mập đưa tay tiếp nhận, cũng lấy phương thức tương tự, ký kết khế ước bình đẳng. Sau đó, hắn ném quyển trục trở về, nói, trao đổi một phen phương thức liên hệ. Âm cơ lấy ra điện thoại di động, lần đầu thêm bạn tốt với một vị nghề nghiệp tà ác. Kế tiếp liền chờ tin tức xấu của chúng tôi đi, hôm nay bước đầu tiếp xúc hoàn thành. Nhóc mập lui về phía sau một bước, tỏ vẻ mình không có việc gì. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiểu Viên có chuyện hay không, thì không liên quan tới hắn. Tiểu Viên sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy, nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt cùng nhóc mập, đi thôi. Nhìn cũng không nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng. Khấu Bắc Nguyệt ngẩn người, nhìn nhìn bóng lưng Tiểu Viên, lại nhìn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa vui vẻ vừa phát sầu. Hai người có phải lại có mâu thuẫn hay không? Bắc Nguyệt nói như vậy, nói lên tiểu viên không phải đến tháng cô ấy cũng chỉ nhằm vào mình chỉ giận mình trương nguyên thanh nhìn về phía nhóc mập nhóc mập dùng khẩu ngữ không tiếng động nói một câu anh ngày đó không đi khách sạn nói xong kéo lão đại muốn tán gẫu thêm vài câu với nguyên thủy thiên tôn vội vàng rời khỏi bởi vì mình không đi khách sạn cho nên tiểu viên tức giận vẻ mặt trương nguyên thanh nhất thời trở nên cổ quái không biết nên cao hứng hay phiền muộn từ thiên tính đàn ông mà nói cái này không thể nghi ngờ là chuyện đáng giá vui sướng, tiểu viên cáo kỉnh là vì gần đây hắn đã không đi khách sạn vô ngân, lại ít liên lạc. Nói rõ gì tiểu viên cảm thấy mình bị lạnh nhạt, loại cảm xúc này cũng không phải là quan hệ nam nữ bình thường có thể có. Phiền muộn là Trương Nguyên Thanh tự cảm thấy không phải linh quân loại tra nam kia, hắn đã có quan nhã tỷ chỉ sợ phải cô phụ một mảnh tình si của tiểu viên rồi. Nghĩ như vậy, hắn lon ton đuổi theo, chặn tiểu viên đi về phía xe hơi màu trắng vì tiểu viên đã lâu không gặp cũng chưa nói được mấy câu gì đã muốn đi trương nguyên thanh giả bộ không biết tình huống oán giận xét cho cùng là theo linh quân tu hành mấy tháng nắm mắt đối với tâm lý phụ nữ càng thêm thành thạo lấy tính cách tiểu viên thẳng thắn nói sẽ chỉ làm cô thẹn quá hóa giận khi đó không phải quay ngoắt mặt đi mà là đánh một trận vì thế hắn làm bộ ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào cửa hàng bận không có thời gian tiểu viên lạnh lùng trả lời cũng đẩy nhanh bước chân cái khách sạn nát đó của gì cả ngày không có khách trương nguyên thanh lầu bầu tiểu viên xoay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái tôi mới từ học viện tần phong đi ra bên trong đã xảy ra án mạng tôi vẫn luôn ở tùng hải tiếp nhận điều tra bị đưa ra nghi vấn các kiểu lấy lời khai liên tục ba ngày rốt cuộc có thể được thở trương nguyên thanh theo ở bên người cô không chút để ý nói lần trước là phó thanh dương phái nhiệm vụ bảo tôi tới tiếp xúc với hư vô giáo phái quay đầu lại học thời gian vội vàng liền không đi khách sạn vô ngân thực đáng tiếc tôi ngày nào cũng nhớ gì tiểu viên tiểu viên lạnh lùng liếc xéo nhóc mập phía sau một cái thản nhiên nói bận là chuyện tốt quan phương sẽ trọng điểm bồi dưỡng cậu tương lai tiền đồ vô lượng về sau bớt lui tới với chúng tôi đám tà ma ngoại đạo này dứt lời mở cửa xe chui vào ghế lái Trương Nguyên Thanh ho khang một tiếng, nhìn về phía khấu Bắc Nguyệt cùng nhóc mập, nói Tôi có việc thương lượng với tiểu viên, hai cậu đi về trước đi. Khấu Bắc Nguyệt một chút nhãn lực cũng không có, chúng tôi không đi xe điện tới đây. Gọi xe. Không có tiền. Khấu Bắc Nguyệt đúng lý hợp tình, gọi xe về khách sạn cần 60 đồng, tôi chạy cả buổi sáng cũng chỉ kiếm được 100 đồng. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, ném một nghìn tệ cho hắn. Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ hẳn lên, anh với tiểu viên thông thả nói chuyện. Như đứa nhỏ cầm khoản tiền tiêu vặt thật lớn, vui vẻ dẫn theo đồng bạn rời đi. Trương Nguyên Thanh chui vào xe. Vài phút sau, âm cơ gọi điện thoại xong với lão sư từ văn phòng đi ra, vừa vặn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chui ra khỏi xe, cúi đầu, hướng về cô gái trưởng thành xinh đẹp trong xe vất tay cáo biệt. Vẻ mặt của người sau đã không lạnh lùng giống vừa rồi, khởi động xe, chạy khỏi công ty chuyển phát nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha